Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 11, ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Quốc hội dành một ngày để thảo luận về những điểm còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đất đai sửa đổi. Dự kiến dự án này sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này sau khi lấy ý kiến qua 3 kỳ họp. Góp ý vào dự án luật đất đai sửa đổi, một số đại biểu đề xuất không nên quy định cứng điều kiện tái định cư trong dự thảo luật, hoàn thiện quy định về trường hợp thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện, xác định các nguyên tắc nhất quán trong bồi thường, tái định cư, thu hồi đất thực hiện dự án. Một số đại biểu đề nghị hoàn thiện nội dung về nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn đất do nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị có định mức cụ thể đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Bên cạnh đó, các vấn đề như bồi thường đất, đất lấn biển, đất cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, cho đến nay vẫn còn nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Trong quá trình rà soát tiếp tục phát sinh các vấn đề chính sách mới có ý kiến khác nhau do phạm vi của dự án luật đất đai rất rộng, liên quan mật thiết chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác. Do đó, nhiều đại biểu đề nghị cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật. Sáng nay tại Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Ratsaphia Thika Thấp Bạ Đây Khuôn Rộ Sadi sau khi Quốc hội Campuchia khóa 7 được thành lập. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Campuchia, đặc biệt việc đảm nhiệm xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, Chủ tịch IPA 43, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường nhiệm kỳ 5, bầu cử Quốc hội khóa 7, sự kiện thể thao SEA Games 32 và ASEAN Paragame 12. Những thành công đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín vị thế quốc tế của Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sundari bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang không ngừng phát triển, trong đó có chuyển biến tích cực về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ của hai bên, nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, các kênh để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có và cơ chế hợp tác ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia, tăng cường hợp tác toàn diện, nhất là về thương mại, đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Nhằm thúc đẩy tham vọng toàn cầu về khí hậu cũng như bảo đảm công bằng xã hội trong quá trình chuyển đổi xanh, tạo việc làm xanh và hạn chế gia tăng bất bình đẳng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đồng chủ trì buổi lễ trực tuyến tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hơn 50 năm giữa Việt Nam và Đan Mạch. Tại buổi họp báo thông tin về quan hệ đối tác chiến lược xanh mới ký kết giữa hai nước, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong hợp tác chuyển đổi xanh và chống biến đổi khí hậu. Đối tác chiến lược xanh sẽ tập trung giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của Việt Nam, cũng như nỗ lực sử dụng nhiều hơn công nghệ xanh, thực hành bền vững là công cụ quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia đầy tham vọng về chuyển đổi xanh, cũng như thực hiện cam kết quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam là quốc gia thứ 5 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh với Đan Mạch. Hôm nay tại hội trường Nguyễn Như Kon Tum của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế quan hệ Việt Nam Nhật Bản, quá khứ, hiện tại, tương lai. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Hội thảo nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu Việt Nam của các học giả Nhật Bản và đánh giá kết quả nghiên cứu Nhật Bản bởi các học giả Việt Nam, đặc biệt nhằm tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh của hai nước được trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học và giáo dục lịch sử ở hai nước trong thời gian tới. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức lễ trao giải chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản, đường tới thành công.
Trải qua hơn 2 tháng, chương trình đã nhận được gần 100 giải pháp chất lượng cho bài toán các doanh nghiệp tập đoàn đặt ra, đồng thời tạo ra sự kết nối lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng startup với kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo và đột phá đến từ những tên tuổi mới. Sự kiện này rất có ý nghĩa trong việc tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ của hai nước cùng giải quyết những thách thức đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những sáng kiến sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của cả hai nước. 6 giải pháp xuất sắc nhất tương ứng với mỗi thách thức được lựa chọn, trong đó giải pháp được tập đoàn Vingroup lựa chọn là của Emotion Flows, giải pháp được FPTIS lựa chọn là Fager, công ty công nghệ Momo lựa chọn giải pháp của Handprints, tập đoàn CoQ lựa chọn giải pháp của Vietcetera Mobile, tập đoàn Money Forward lựa chọn giải pháp của Ecotech, Fujikin Đà Nẵng lựa chọn giải pháp của Rikkei AL.